Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thiên đường mọi người ơi. Đây gọi là những cái dòng suối nước nóng đó mọi người. Đó. Thấy chưa? Nước sôi sùng sục luôn, nước này rất là nóng luôn á. Mọi người thấy khói không? Khói lan tỏa không? Này tự nhiên á. Nó quanh năm như vậy luôn, hiện tại là nhiệt độ ngoài trời là 1 độ C mọi người, rất là lạnh. Nhưng mà nước nó sôi sùng sục. Đó, thấy chưa? Thấy nó tự sôi chưa? Rồi mình sẽ di chuyển lên phía đầu này. Wow, nhìn như kiểu là đang nấu nước á mọi người. Đúng là thiên nhiên ban tặng những cái mình thấy nó đẹp kinh khủng luôn. Đây, cái này nó sôi sùng sục này. Thấy chưa? Mọi người nghe rõ tiếng không? Sôi sùng sục luôn. Bên kia cũng vậy kìa. Mình không có được đi ra phía đó đâu. Người ta có cái biển cấm này. Rất là nguy hiểm. Tại vì nó nóng á. Đoạn này người ta ghi là Dragon Mouth Spring này. Là suối nước nóng, miệng rồng. Miệng rồng này mọi người. Nhìn như miệng rồng luôn. Nó phun khói ra. Rồi nó có cái tiếng sôi sùng sục sùng sục. Cái khói này bốc ra mọi người. Cái mùi rất là hôi luôn. Thật sự là hôi lắm. Hôi giống như kiểu là cái mùi trứng thúi á mọi người. Trứng gà mà bị thúi, bị ung á. Y chang luôn. Nhưng mà từ bữa giờ mình ở đây mình nghe quen rồi. Nghe quen lại thấy nó thơm. Tào lao quá. Rồi đi tiếp. Mình muốn thử chạm tay vào quá mọi người. Nhưng mà không được, người ta cấm. Trời ơi, đoạn này nó sôi này. Sôi quá trời sôi luôn. Nó thúi, thúi kinh khủng khiếp. Ở đây là vũng bùn mọi người. Vũng bùn nó có màu xám xám á. Vũng bùn từ núi lửa phun trào á. Từ này có nghĩa là bùn, từ này có nghĩa là núi lửa. Đã có lúc á nó phun trào như này nè mọi người. Đó. Long time ago này. Ngày trước này. Lâu năm rồi này, là nó như thế này. Đây. Rồi ở đây người ta có ghi mùi của nó này mọi người. Người ta miêu tả cái mùi thơm của nó luôn á. Thực ra mùi thối. Thì ở đây là do cái khí hydrogen này mọi người. Khí ga, giống như khí ga. Và hình thành từ cái magma mọi người ơi. Đó. Là có cái mùi trứng thối này. Đó, người ta ghi. Wow. Trứng thối. Đó, thấy chưa? Này. Màu xám xám, nhìn kỳ lạ ha. Nó cứ sôi vậy đó. Giờ mà nhảy xuống đây là bắt đầu là cháy đen luôn á. Nóng lắm. Tưởng tượng mà bây giờ trời đang rất là lạnh mà nó còn sôi sùng sục như vậy là hiểu rồi. Cái này là hoạt động của núi lửa hàng triệu năm về trước. Chỗ này cũng nhiều nè mọi người. Cái này siêu rộng luôn. Mặt nước ngầm. Giờ mình đi dọc trên kia nữa. Có rất là nhiều luôn. Nguyên cả cái khu này nó vậy á mọi người. It's
smell like stinky egg. Rotten eggs. Trời ơi, cái mùi nó thúi. Thật sự luôn. Ai mà thích ăn trứng thúi á, ngửi mùi này là quá tuyệt vời luôn mọi người. Nếu mà ngửi lâu mình nghe cảm giác là giống mùi đánh rắm. Thật sự luôn. Toàn cảnh này mọi người. Nhìn xa là cứ tưởng là cháy rừng hay gì. Nhìn giống ha. Nhưng mà là nó là khói của nước, mặt nước ngầm. Nó mặn ha. Này, mình nhảy xuống đó là chắc có lẽ chết luôn. Riêng nó cái sức của nó đẩy mình thôi là mình đã sốc và bắt đầu là thấy mệt rồi. Chứ chưa nói là mình không có biết bơi đâu nha. Thì ở đây á, người ta nói là càng ngày nó càng nóng dần lên mọi người ơi. Ví dụ năm 1971 á, thì nó lên tới là 100 độ. Đến năm 1978 và 1979 là 150 độ. Và gần đây nhất là người ta tính á, năm 1995 ấy, thì đây nó lên tận 170 độ luôn. Đó. Dần dần nó nóng dần lắm mọi người. Nó càng nóng thì càng nguy hiểm. Còn ở đây mọi người ơi, đây là một cái hồ. Hồ này á, nó cũng nóng luôn. Nó cũng bốc khói nhưng mà không bốc khói nhiều bằng mấy cái đầu kia. Thì ở đây người ta ghi là Shower Lake, có nghĩa là cái hồ này nó có vị chua chua mọi người. Chắc có lẽ là cái mùi nó chua chua rồi mùi nó hôi hôi thúi thúi, xong rồi nó tạo thành cái Shower Lake này. Tại vì mình thấy nó thúi lắm, thật sự luôn. Cảnh kiểu ảo ảo sao ha. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. How was the smell? Thúi. Can you say thúi? Thúi. Thúi lắm. Thúi lắm. Thúi lắm. Check out the bubbles. You say thúi lắm mọi người ơi. Thúi lắm. Hả? Thúi lắm mọi người ơi. Thúi lắm. Thúi. Thúi lắm. Mọi người ơi. Thúi lắm mọi người ơi. Thúi lắm. Thúi lắm. Anh nói thúi lắm mọi người ơi. Thúi lắm mọi người ơi. Cover your nose. Bịt mũi lại. Thúi lắm. Thúi kinh khủng luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên xe và tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác nữa. Và đảm bảo với mọi người là cái địa điểm này á sẽ không làm mọi người thất vọng. Mọi người có nhìn thấy xung quanh đây không? Cây cối là nó trụi hết biết sao không? Là hậu quả của cháy rừng vào 10 năm trước mọi người ơi. Đó.
cây là nó trụi hết luôn, nó cháy nguyên một đám luôn. Thì ở trong vườn quốc gia này á, 3/4 rừng là nó đã bị cháy hết rồi, ảnh hưởng của cái vụ cháy vào chục năm trước đó. Má ơi, lạnh quá. Trời ơi, nó siêu lạnh luôn. Wow, trời ơi mọi người ơi, sao nó lạnh vậy ta? Tự dưng á, ở chỗ mình nó đang nóng, cái mình đi đến đây nó lạnh kinh khủng luôn. Lạnh cái gió của nó lạnh, lạnh kiểu là nó buốt luôn á. Thật là lạ kỳ. Thì giờ mình sẽ đi xem núi lửa nha. Ở đây thì người ta sẽ có bản đồ cho mình đọc. Bên này là bản đồ này mọi người. Và ở đây là cảnh báo là không có khi mà đi vào trong tham quan núi lửa, mình không có được như này, không được chạm vào nước, tại vì nó khá là nóng, siêu nóng luôn, chết luôn, thật khá nữa. Rồi cẩn thận với mấy con gấu này nè. Mấy con này mà nó thấy mình, ví dụ là nó mà tấn công mình á, mình phải có cái bình xịt này. Thì tụi mình có một cái bình xịt riêng cầm theo bên mình. Nếu mà nó tấn công mình thì mình xịt nó là nó sẽ đau mắt, cay mắt á. Nó sợ á. Mấy con này nó nguy hiểm lắm, nó rất là dễ thương nhưng mà nó kiểu hoang dã. Nên là nó chỉ hành động theo bản năng thôi. Ở cái khu vực này á thì người ta sẽ có hàng ghế cho khách tham quan người ta ngồi. Mọi người biết sao không? Để đợi cứ mỗi 30 phút thì cái khói đó nó sẽ bốc lên. Đó, bốc rất là bự luôn, bự con luôn mọi người. Nó cứ vậy á, cứ mỗi 30 phút hàng ngày cho đến, nói chung là forever luôn, mãi mãi như vậy luôn mọi người, ngày nào cũng vậy. Đi theo nhóm này. Cái nhóm này á là người ta có ba lô ở trong là có vật dụng cá nhân rồi quần áo, người ta sẽ đi hiking, người ta đi sâu vào trong rừng á mọi người. Để cắm trại, để nghỉ qua đêm. Thường thì hiking á thì người ta sẽ khuyến cáo là đi theo nhóm, còn như hai tụi mình á rất là nguy hiểm. Nên là tụi mình không có hike mọi người, mà tụi mình chỉ cắm trại mà thôi. Rồi mình sẽ ngồi ở đây nha mọi người. Đó, tụi mình ngồi đây để mình theo dõi. Bây giờ nó chuẩn bị bốc khói lên rồi kìa. Đó, bốc dần bốc lên nhiều rồi đó. Xin lỗi là nó bốc phù lên luôn á.
đẹp quá. Oh, mọi người, siêu đẹp luôn. Rồi, nước nó bắn lên kìa. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình thấy vậy luôn á. Một bầu trời trắng xóa luôn. Trời ơi, đẹp quá. Oh, thiên nhiên thật là kỳ vậy. Đẹp quá mà không dám nói to mọi người, tại vì tất cả mọi người đều rất là im lặng á, mình nói to quá sợ vô duyên nên là chị dám nói đẹp quá mọi người luôn, nó nhỏ thôi. Wow, công nhận là đẹp thiệt luôn á. Nhìn kìa, y chang như mấy cái vòi phun nước ở trung tâm thành phố, nhưng mà đẹp hơn nhiều, cái này là tự nhiên. Ôi, sao nó đẹp vậy ta? Nó bốc cái nước nó lên nha, nó phun lên đúng không? Xong rồi cái nước nó nóng á, nó thành khói á mọi người, nóng quá. Xong nó bay lên trên trời, trời ơi, đẹp quá. Cứ mỗi 30 phút là nó sẽ phun một lần như thế này đó mọi người. Mình không có được đến gần, lại gần là nó rất là nguy hiểm, tại vì cái nước đó nó rất là nóng, nóng mà bốc khói như vậy, mà trong khi thời tiết bên ngoài thì nó rất là lạnh, là mọi người hiểu là nó nóng đến mức nào rồi đó. Mình thấy có mấy người á, đẹp quá người ta cũng không dám hét mọi người. Giống như là kìm nén cảm xúc á. Nếu mà một mình ở đây chắc mình hét đây quá. Tại vì lần đầu tiên trong đời mình thấy cảnh tượng này á. À, nó diễn ra, nó phun khoảng tầm 5-6 phút gì đó. Rồi bây giờ nó hết rồi á mọi người. Giờ chỉ còn khói nữa thôi. Hết rồi là bắt đầu mọi người sẽ không im lặng nữa mà bắt đầu nói, bắt đầu bàn luận. Đây mình quay cho mọi người cùng coi. Nghe chưa, bây giờ người ta mới dám nói nè, nãy đâu dám nói đâu. Ông Phúc cũng sướng quá mà đâu dám hét lên đâu. Wow, it's just amazing. Yeah, wow, I'm faithful. Let's go. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ đi đến một cái địa điểm khác nữa để coi tiếp nha mọi người. Đây chỉ là một trong những cái khu điểm mà mình đến thôi.